Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở bài này thì chúng ta sẽ học về API Boot. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Movie Service, tạo mới một hàm tên là Update Movie. Hàm này thì chúng ta sẽ dùng để cập nhật thông tin của một bộ phim ở trong một list phim. Và chúng ta sẽ sử dụng API Boot để thực hiện được update movie này. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng khối lệnh try catch, nhưng thay vì add một phần tử vào list thì chúng ta sẽ duyệt list. Và chúng ta sẽ sử dụng for movie 2 chấm movie list. Chúng ta sử dụng vòng for này thì sẽ tránh được việc sai index. Và chúng ta sẽ khai báo một biến integer là y bằng 0. Sau đấy ở trong for thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu movie trong list đang được duyệt đến mà bằng movie tham số của chúng ta, ID và bằng nhau, thì chúng ta sẽ set cái movie tham số vào cái movie list của chúng ta ở index là y. Nếu không có thì chúng ta sẽ bỏ qua. Và nếu mà set được rồi chúng ta sẽ return về true luôn. Còn nếu không set được thì chúng ta sẽ duyệt hết mảng mà chưa set được thì chúng ta sẽ return về false. Và chúng ta sẽ tăng y ở đây. Rồi, chúng ta sẽ quay sang controller để thêm một hàm put mapping movie. Hôm nay thì ra đặt tên là update movie đi, vì ở trên đã có một hàm movie và cũng truyền vào tham số là movie rồi. Đổi tên thì để hết lỗi và đơn giản, chúng ta sẽ gọi service movie và update movie. Như thế là chúng ta đã xong. Ở đây thì chúng ta có thể thay request mapping ở đây bằng get mapping. Hai cái sẽ như nhau cả thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ debug lại app của chúng ta. Như vậy là project Swing Boot của chúng ta đã chạy lên với cổng 8081. Thì tôi đã thay đổi cổng ở bài thủ thuật lần trước. Chúng ta sẽ get lại movie với cổng 8081. Danh sách của chúng ta mặc định là có hai phần tử. Chúng ta có thêm sửa mà gì, chúng ta khởi động lại app thì vẫn sẽ là hai phần tử này thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ mở một method bot của bài trước, thay đổi cổng và chuyển thành boot. Chúng ta thay đổi tên bằng 3 này. Bucket của chúng ta cũng thành 30 triệu. Release date cũng là vào năm 2023. Chúng ta sẽ cùng xem. Như vậy là đã thành công, chúng ta cùng kiểm tra lại. Đây, phần tử thứ hai của chúng ta đã đổi thông tin thành công. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.